Cô ấy, the stadium tonight with that map we drew for her. Tôi hy vọng là cô chứ. The stadium là sân vận động. Tonight, tối nay, với tấm bản đồ đó mà chúng tôi đã vẽ cho cô ấy. Vậy tôi hy vọng là cô ấy sẽ đến sân vận động tối nay. Hy vọng rằng tối nay là chưa có rồi. Vậy hy vọng một điều tương lai thì sau động từ hope có thể dùng một từ tương lai hoặc có thể dùng hiện tại đơn cũng được. Vậy câu số 5 nên là dùng này. I hope she will go to the stadium. Sẽ đi tới sân vận động tối nay. I hope. Hoặc là she gì? She go to the stadium cũng được. Động từ thích hợp cho vào nhé. Ta qua phần kế tiếp các em. Và câu kế tiếp là dùng wish và hope với một động từ thích hợp cũng thế luôn. Câu 6. I wish the teacher. Tôi hy vọng rằng, tôi ước ao rằng thầy giáo thi những điều, những cái việc mà more clearly, rõ ràng hơn. Rõ ràng hơn. I am always confused in this class. Tôi thì luôn luôn là confused là gì? Lầm lẫn trong lớp học này. Confused. Như vậy tôi hy vọng là thầy giáo sẽ gì giảng bài giải thích những cái điều một cách rõ ràng hơn chẳng hạn. Ta cho động từ giải thích giảng giải là explain vào đây. Vậy hy vọng rằng làm giảng dạy rõ ràng hơn. Vậy tôi luôn luôn vậy tôi ước ao là thầy giáo sẽ làm nhiều hơn bởi vì tôi luôn luôn bị lầm lẫn. Như vậy I wish là một việc tương lai thì sao? I wish the teacher gì nào good gì nào would explain things more clearly. Cũng được kìa. Hoặc câu số 7. I wish tôi ước ao rằng tôi, cái gì đó, some well-connected people, một số cái well-connected people. Yeah. Well là connected là được, những people là những người mà được, những người mà luôn luôn mà gắn bó với nhau, liên kết với nhau. Rồi, who là người mà could help me, giúp tôi with my problem, với vấn đề rắc rối này. Vậy tôi ước rằng tôi có một số người mà luôn luôn gắn kết với tôi, giúp tôi trong tình huống của tôi. Như vậy, I wish có chẳng hạn. Bây giờ hiện tại chẳng hạn, là người mà đã giúp tôi, có thể giúp tôi. Trong cái kinh nghiệm sau, who could help me là người mà đã có thể giúp tôi với tình huống của tôi. Tôi ước ra một việc ở trong quá khứ. Thì ta dùng sau wish động từ thì past perfect. Vậy I wish I had. Past perfect động từ hai là had. I wish I had some well-connected people who could help me with my problem. Và thực sự là mình có ai giúp mình trong tình huống khó khăn của tôi không? Không. Chứ mình nhỏ ước gì tôi có một số người bạn thân thiết là người có thể giúp tôi giải quyết vấn đề đặc đối của tôi. Hoặc câu số 7 các em. I wish politicians more honest. It seems that they are always lying. Tôi ước gì politicians, những nhà chính trị đó, thì more honest là trung thực hơn. More honest, trung thực hơn. It seems that, dường như rằng they are always lying. Họ thì luôn luôn nói dối. Vậy ước ao một việc trung thực hơn. Tức là một việc hiện tại. Vậy I wish nào, politician gì nào, sẽ gì? Sẽ được trung thực hơn. Honest là tính từ, phải dùng động từ to be. Vậy I wish politician gì nào would be more honest. Would be more honest. Sẽ trung thực hơn. Hoặc câu số 9. I wish tôi ước gì tôi, the Pope, when he came to New York 2 years ago. The Pope là giáo hoàng khi ngài đến New York cách đây 2 năm. Tôi gì tôi được gặp giáo hoàng. Ước gì khi tôi gặp giáo hoàng khi ngài đến New York cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm là quá khứ rồi. Ước một việc ngược trong quá khứ. Gặp giáo hoàng chẳng hạn. Vậy ai về gặp ước ao một việc quá khứ sau wish động từ thì past perfect. Động từ gặp có thể động từ meet. Vậy past perfect động từ meet là gì nào các em? Ta làm này. I wish gì nào? I have met the Pope. I wish I had met the Pope when he came to New York 2 years ago. Hoặc câu số 10. I hope, tôi hy vọng rằng tôi, the Pope, giáo hoàng, when he come here next month, khi ngài đến đây tháng tới, hy vọng điều đó có thể xảy ra. Vì ai quý, tôi sẽ gặp giáo hoàng. I will meet the Pope. I hope I will meet the Pope when he come here next month. Ta đã kèm. Câu số 10. Ta cũng tiếp tục cố gắng làm bài tập tiếp các em. Yeah. Câu số 11 là gì? I hope everything.
Tôi hy vọng là mọi thứ thì well, tốt đẹp for you, cho bạn during your final exam this week. Trong suốt your final exam this week là kỳ thi kết thúc vào tuần tới. Vậy kỳ thi thức vào tuần tới thì tôi hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ tốt. Đấy. Mọi việc sẽ làm tốt chẳng hạn cho bạn. To well là trạng từ chẳng hạn. Thì I hope everything gì nào là will do well, sẽ làm tốt. Tương lai everything will do well, sẽ làm tốt. Yeah. Hay là sẽ diễn ra tốt đẹp. Will happen well. Như thế. Câu số 12 chẳng hạn. I hope everybody, tôi hy vọng là mọi người khóa học này next month, tháng tới. Đấy. Vậy tôi hy vọng tháng tới, có thể sẽ là tương lai, mọi người sẽ học ở lớp học này. Sẽ tham gia lớp học này vào tháng tới. Vậy I hope everybody, động từ tham đó là động từ take chẳng hạn. Everybody will take this course next month. I hope everybody will take this course next month. Tôi hy vọng là mọi người sẽ dự tham gia lớp học này tháng tới. Và câu 14 chẳng hạn. Câu 13. I wish, tôi ước ao rằng có nhiều sách hơn about computer, về máy tính, in this bookstore, ở trong cái tiệm sách này. Ước gì có nhiều sách máy tính, máy về vi tính trong tiệm sách này. Ước là một việc ngược hiện tại chẳng hạn. Mà đe thì đi với động từ be. Ước là một việc hiện tại là quá khứ đơn. Và động từ be thì luôn luôn hình thức là were cho tất cả các ngôi. Như vậy là câu 13 phải là gì nào? I wish there were more books about computer in this